Hello, xin chào bạn nha. Đây, mình đã phát hiện ra con khỉ nhâu kỳ cựu đây. Rất to, khủng. Trong vườn nhà mình nha, nó đang bò trên cây mít đây. Loại này thì khỉ nhâu cấm hoa này các bạn đây. Đuôi dài, hoa văn rất là đẹp. Đó, nó trốn rồi đây. Đây, trên cây rồi. Nói chung kỳ con kỳ nhông này cũng tương đối to em ạ. Đứng hết, đứng hết. Đấy, đấy. Đang nóng, đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và gặp lại. Bye bye, không để nó